Pico bánh mì tưng bừng khai trương cửa tiệm mới tại thành phố Fountain Valley trên đường Harbor góc Edinger. Kính mời quý đồng hương đến thưởng thức những món ăn ngon và bánh mì các loại của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng 4, Pico bánh mì có một chương trình cho mỗi ngày thứ năm hàng tuần từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Bún mọc chỉ có 4.99 đồng cho một tô và không có giới hạn. Đến với Pico bánh mì, quý vị sẽ được thưởng thức bánh cuốn chán tay, heo quay nóng giòn mỗi ngày, bún mọc, cháo gà, giò chả các loại. Ngoài ra, Pico bánh mì tiệm số 1 trên đường Walker, góc Lamson, thành phố Garden Grove cũng có rất nhiều món ăn hấp dẫn. Pico bánh mì có patio thoáng mát và đường lái xe drive-thru để đặt hàng. Xin gọi ngay để đặt đồ ăn 714-852-3070, 714-852-3070. Pico bánh mì xin trân trọng kính mời.